Ông biết mấy con chó mà bữa hôm qua tôi nói ông là hôm kia tôi nói ông là cái vụ mà tôi chọn giống không? Mấy chó con đó. Bữa nay nó bị cốc thổi hết rồi. Ông biết cốc thổi không? Nó bụng như bụng cóc à? Thì nó bụng như bụng cóc cái đó, bụng cóc chửi cái đó. Là cái con đó là chỉ có từ từ và nó chết thôi, chứ nó không có sống được. Cái nó Đúng bụng rồi. nó càng ngày càng bự 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 to, mà nhiều khi nó mới gọi là nó bự tới mức độ mà nó đi không nổi nữa là nó nằm chết thôi. Nhưng mà có nhiều Mà tình trạng đó rồi. nhưng Rất là nguy mà hiểm. mà chó con đâu có chích thuốc được đâu. Chó con mà tao nói gì ta? Chó phải đạt trọng lượng là từ 4 đến 5 kg thì mình mới chích được. Này thì cũng không biết được, cái này nếu mà mọi người mà gấp quá mà chưa gặp cái tình trạng này thì cứ thử ra tiệm thuốc thú y hỏi thử coi, nếu có thì mua, không có thì chịu thôi thì sao. Đồng ý là ngoài ngoài thuốc để thú y nó có là thuốc kích thích hơn á, phải không? Nhưng mà có một cái vậy nè, hầu như là đợt nói chung nhà tôi chó rất nhiều mà tôi biết mà, hầu như ông cầm ôm con chó ra mà chích ngừa đúng không, là khi mà con chó ông chỉ cần ôm con chó con ra ông chích ngừa là người ta không chích. Ta nói là phải đạt trọng lượng là từ 4 đến 5 kg hay như thế nào đó mới chích, chứ còn con chó con tính ra con ký mấy chích vậy. Là cái dạng cái lượng thuốc nó vô nó cái cơ thể nó không có gọi là nó hấp thụ hoặc là nó chịu đựng được á, là nó đi đai, mấy ngày sau nó đi đai liền à. Thì cái dòng chó mà bụng nó bị trướng lên thì chết thôi. Cũng tương tự giống như là người bị xơ gan đó, khi bụng mà trướng lên cái là chỉ có chết thôi, chứ không cứu nổi được. Ta gọi là ung thư giai đoạn cuối á. Chết. Xẹp xuống rồi nó tăng lên, xẹp xuống lần 3 chết đúng không? Chết. Nói Nhưng chung là dạng đó mình cũng quy vô vậy, chỉ có nằm chờ chết thôi. ủa vậy là không có cách chữa hả? Chung chữa thì cũng có nhiều cách, tại vì chó không giống như người. Bây giờ chó đúng không, nếu mà cái tình trạng chó con nó bị thôi, nó bị tình trạng đó là bị cốc thổi á, bụng nó bị phình to hết cỡ, Là bành trướng bụng á. đúng rồi, thì có hai loại để cho cứu chữa mà hiệu quả hay không thì cũng tầm 80 đến 70 80% thôi. Thì cho con mà Rồi, ăn thua cái sức đề kháng của nó nữa. đầu tiên anh thấy chó anh có dấu hiệu bụng phình to lên, anh lấy một cái xô rồi anh bỏ con chó vô trong cái xô, Bỏ con chó vô xô. rồi anh lấy cát anh đổ vô, đổ sao mà cho dạng chó đứng á Vậy mình đổ vô cái mình có đè 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 lại vậy đó, dạng như chó đứng lên đó, anh đổ sao cho cao lên qua bụng tới ngực rồi nè, nó lòi hai chân với cổ đầu lên đó, à? anh đứng á rồi nhưng ưng nhấn cát xuống. Thứ nhất, một là anh cứ để cho con chó tự moi lên. Tự bơi lên. Đúng rồi, nếu con chó mà bơi lên không được á thì anh cầm hai cái tay của nó anh giật giật kéo từ nhẹ nhẹ lên, Chó làm có tay cái chân trước của nó đó, à? Hai chân đó trước anh kéo nhẹ nhẹ lên. rút từ 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 nhẹ 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 lên đúng Đúng rồi, ngày anh làm lần, không? Ừ, hai lần được không? tùy anh, một lần hai lần cũng được luôn, Mình làm cho mấy ngày nữa hết ta? anh làm tầm 3 4 ngày xem thử có hiệu quả không. Là mình cứ 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 bỏ nó vô cái xô, hoặc là mình khỏi không có xô mình chôn với đống cát được không? Trong cát thì mình có anh đào mà cực À, bỏ vô cái xô để cho gọn xô đúng để không? nén, mình có độ mình nén luôn, nén vừa vừa thôi đừng nén mạnh quá, ép nó thở không được. Thì em kiểu mà nó giữ giữ hơi chặt nó để cho nó lấy sức nó lên thôi gì. Nói nôm na như thế này, con chó bị bụng to hay là cốc thổi, bỏ nó vô cái xô, nhờ hai người á, một người giữ một người làm sao cho đứng người lên dặn đứng á, rồi đổ cát xuống, vừa cát vừa nhấn nhẹ xuống cho nó qua tới vừa mang tay của nó, rồi ấn nhẹ nhẹ xuống, rồi để cho nó tự nó bơi lên. Nếu một con nào yếu quá bơi không được á thì anh rút nhẹ nhẹ lên, Rút nó từ từ. cứ ngày làm 1 đến 2 lần, tầm 3 đến 4 hôm nó có hiệu quả. Không thì anh có biết cái lá vác không? Nó vác là lá gì? Lá vác là lá VAC á, là đánh vần á, lá vác. Nếu anh không biết cái lá đó thì anh có thể xem trên màn hình, em có cho anh thấy. Không thì anh thể anh tra lên Google. Gõ lên Google, hỏi lá vác. Lá vác. Anh có thể anh giả lấy nước, rồi anh hút vô xi lanh, anh cho nó uống một cái xi lanh. Xin lanh nhỏ đó hả? Xi lanh nhỏ. Nó cũng giúp chữa cho chó về vấn đề là cốc thổi hay là bụng to. Đù. Có hai cách cho anh lựa chọn rồi đó. Nếu mà anh không kiếm được lá vác thì anh chịu khó anh chôn vết. Là tiện, đó là mẹo dân gian của bà xưa đó Đúng, hả? mẹ nhân gian mà xưa. Cái mục đích nó leo đất trong cái lực nén nó cái ép ép gì đó, nhưng mà cái mẹo ông bà xưa là như vậy thì mình cứ áp như vậy đi, tại vì có rất là nhiều người làm hiệu quả rồi. Nó đi trầu á, đi rất là tăm nhưng mà nó ra như vậy là tốt cho chó. À, là khi mình kéo lên đó hả? Là khi nó đi vệ sinh là cái phân rất là tanh luôn hả? Đúng rồi, Đồ. tanh tanh nhưng mà tầm 3 4 hôm là có hiệu quả. Nếu con chó nào mà nó khỏe thì tầm 2 hôm, chó nào mà yếu tầm 3 đến 4 hôm. Phải chữa trị kịp thời chứ không phải là để nó ngáp gần chết anh mới làm thì thua. Thì kiểu giai đoạn đầu còn giai đoạn cuối đúng Đúng, không? giai đoạn đầu thì mình làm thôi, cái giai đoạn cuối thì không làm được đâu, Nghĩa là chó nó nằm nó đi không nổi nữa là thua phải không? nó thua rồi. Thì cũng y như người ta thôi.
Đồ mà vậy để tôi đi làm chứ để muộn nghe chưa? Ok, em xéo người thôi nha, mọi người cứ làm theo đi, có ý kiến nào thì bình luận ở dưới nha.